Ở tuổi 70, ca sĩ Chí Linh mặc dù chưa bị lính chê với những bài hát mang thân phận người lính Việt Nam Cộng Hòa. Vừa rồi thì ông đã quyết định về Việt Nam qua một tour diễn live show từ Hà Nội xuyên Việt Nam. Ngay từ buổi hát đầu tiên, ông đã không quên ca ngợi công ơn của các ban ngành Việt Nam đã cho phép ông trình diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chí Linh xin cảm ơn anh Tiến là người trưởng ban tổ chức đã tạo để Chí Linh có cái buổi để gặp được quý vị. Chân xin cảm ơn quý vị trong các ban ngành đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho anh Tiến nói chung và cá nhân Chí Linh nói riêng được một sự hết sức là giá trị đứng trên sân khấu này để hầu diễn cùng tất cả quý vị. Hết sức cảm ơn tất cả quý vị đã tạo mọi sự dễ dàng cho cái buổi hát hôm nay được toàn vẹn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt hôm nay là những người thương mến Chí Linh từ mấy chục năm qua và hôm nay vẫn còn thương mến. Vì thế, Chí Linh phải có mặt ở tại đây. Trên đất nước chúng ta và khán giả của tôi, còn khán giả còn Chí Linh, tiếng hát Chí Linh còn thì còn quý vị, tiếng hát Chí Linh còn và còn cái tình thương quý vị đã dành cho Chí Linh vẫn còn sức khỏe và còn đủ sức khỏe để cùng phục vụ quý vị. Một lần nữa Chí Linh xin chân thành cảm ơn tất cả các anh các chị trong các ban ngành đã tạo điều kiện thuận lợi. Cảm ơn tất cả quý vị có mặt hôm nay và xin chân thành đa tạ. Mặc dù là tranh cãi nhiều lý do quảng cáo không đúng nội dung, hát những bài không cho phép trong chương trình v.v. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là không được dùng chữ Chí Linh 30 năm tái ngộ. Không biết là chuyện ca hát sắp tới như thế nào, nhưng được biết là trong hơn 30 bài hát mà Chí Linh xin phép hát tại Việt Nam, không hề có bài hát Hận Đồ Bàn. Thôi thì thói đời cũng viếng thăm ca sĩ Chí Linh một lần vào cái tuổi thất thập cổ lai hy.